Xin chào các bạn ơi, mình là Kỳ Anh. Cảm ơn các bạn đã quay trở lại với kênh của mình nhé. Hôm nay thì mình sẽ làm một cái video để thông báo cho các bạn cái dự án SubMe. Đây là cái dự án SubMe có ký hiệu là SUB. Hôm trước thì có giới thiệu lên kênh của mình là nó chia sẻ cái giải thưởng là 4 million sub token đấy. Thì bạn nào theo mình cái dự án này thì các bạn check cái ví của mình xem có về không nhé. Mình thấy là mình về khoảng mấy trăm ấy, 851, nhưng một số bạn mình thấy cái lệnh bán ở đây là khoảng 200, 300 là nhiều đấy. Nếu mà 200 thì các bạn cũng được khoảng 2 đô, 1, 2 đô gì đấy, 2 đô trở lên mọi người nhé. Đấy, thì các bạn muốn bán thì mọi người check cái ví của mình nhé, sau dán contract vào thôi. Đấy, ở đây thì mọi người sẽ vào trong phần ví MetaMask nhé. Đây, mình sẽ hướng dẫn lại từ đầu cho các bạn nhé, và một số bạn lại không biết check ở đâu. Các bạn vào MetaMask này, ấn vào View mạng Binance Smart Chain mọi người nhé. Ở đây thì mọi người sẽ ấn vào BEP20 token. Đấy, ở đây thì mọi người sẽ thấy là cái phần ở đây Submit. Mọi người copy lấy contract nha. Đây, contract của nó ở đây. Token mới về đây. Đấy, mới về khoảng 1 giờ trước thôi. Đấy, mọi người sẽ vào đây, phần đây ở trên ví met ở trên sàn PancakeSwap, các bạn ấn add vào nhé. Đấy, sau đấy thì ấn vào đây. Ấn vào enable sub và ấn swap thôi. Đấy. Nói chung là nếu bạn nào tham gia theo mình cái dự án này thì cũng được, chắc là phải 2 đô la trở lên. Đấy, thì cũng mình cũng thấy là nó giá nó tụt khá là nhiều. Đấy, có lúc thì các bạn bán cũng như kiểu nó mới trả lúc đấy thì cũng được 0,1, giờ nó tụt còn 0,083 thôi. Đấy, bạn nào muốn bán thì ấn vào đây và ấn vào swap thôi nhé. Mình để 0,1 xem có swap được không. Vẫn được nha mọi người. Đấy, những cái dự án này là nó không đánh phí cao mọi người ạ. Đấy, những cái dự án mà nó mình để cái phần trăm slip này mà 0,1% thì nó cũng khá là rẻ. Đấy, ở đây mình sẽ để standard đi, để phát. Đấy, thì các bạn thấy là nó bán được luôn nha mọi người. Đấy, thì cũng được 7 đô cũng được rồi phải không mọi người. Đấy, những cái dự án làm ở trên mạng Binance Smart Chain ấy, thì mình đã nói với các bạn rồi là chúng ta làm tất cả các dự án, các bạn không cần phải chê nó là scam hay là những dự án vớ vẩn hay các thứ gì cả. Đấy, nói chung là mình cũng đã check qua qua rồi, cũng lọc một bớt một phần rồi. Đấy, còn những cái dự án có web có các thứ thì mình có làm nhé các bạn nhé. Đấy, thì nó rất là dễ, nó trả về ví của mình cũng rất là dễ, lên sàn PancakeSwap hoặc là các sàn khác cũng rất là dễ để bán nha mọi người. Đấy, vì thế cho nên là cứ một cái dự án về khoảng 4-5 đô gì đấy, nhưng mà chúng ta trừ phí đi chúng ta vẫn được 2-3 đô, phải không các bạn? Cái phí của trên PancakeSwap cũng rất là rẻ, khoảng 0,2 đến 0,3 đô la một đậu một cái lệnh swap thôi. Đấy, vì thế cho nên là chúng ta sẽ không mất phí quá là nhiều như ở trên mạng ERC20 thì mất phí 6-7 đô. Sau đấy thì chúng ta lại chuyển về ví của mình lại mất 6-7 đô nữa là hơn 10 đô. Đấy, vì thế nó quá là cao cho với mình cả. Đấy, vì một cái dự án ở trên mạng BSC này, Binance Smart Chain này mà các bạn cứ khoảng được 5 đô, các bạn trừ 1 đô phí mình còn được 4 đô, vẫn còn ok. Chứ ở bên đấy mà các bạn có một cái dự án về khoảng 10 đô coi như trừ hết phí là hết, không còn gì nữa. Vì thế cho nên những cái dự án ở trên mạng BSC mọi người cứ làm nhé. Đấy, link mình sẽ để ở bên dưới cho các bạn cùng tham gia cùng check cái dự án này cũng như là contract của dự án này nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Chúc mừng các bạn một lần nữa đã theo mình cái dự án này.